Kem sâm cô tiên có tốt không là điều mà nhiều chị em khác cũng đang quan tâm giống như bạn vậy. Da mặt bị sạm da và nổi mụn khiến cho bạn buồn và nhiều khi cũng mất ăn mất ngủ với nó. Nhiều khi dùng đủ loại dưỡng da mà vẫn không cải thiện nên bạn có nghi ngờ kem sâm cô tiên có tốt hay không cũng là điều dễ hiểu. Trong video này mình sẽ giải thích cho các chị em đang quan tâm đến kem sâm cô tiên, loại kem đang nổi đình nổi đám mà ai cũng xài này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem sâm cô tiên là kem hiện đang được rất nhiều chị em phụ nữ mua nhiều lắm. Về hiệu quả, kem sâm cô tiên có hiệu quả, cho bạn cảm giác sau khi dùng sản phẩm khá ấn tượng khi da mềm mại hơn, ít bị khô căng và trắng sáng hơn. Vì sở hữu một bảng thành phần lành tính nên dịu nhẹ với làn da, chị em có thể an tâm sử dụng mà không lo kích ứng, mụn ẩn. Bạn có thể tìm thấy thông tin kem sâm cô tiên trên khắp các diễn đàn. Người mua nhiều và ai cũng khen sản phẩm này nhiều lắm. Khách hàng bên shop mình thì mua lại thường xuyên, rồi còn giới thiệu cho nhiều người quen xài nữa, nên có thể khẳng định là kem sâm cô tiên rất tốt nhé. Đối với sản phẩm cô tiên Thái, chúng hoàn toàn được làm từ collagen tươi. Như chị em cũng biết, collagen có tác dụng rất lớn trong việc làm da trở nên căng bóng tự nhiên, tạo được đàn hồi cho da, giúp nuôi dưỡng da trở nên sáng mịn hơn. Một số thảo dược có trong tự nhiên, chúng có tác dụng rất lớn trong việc điều trị mụn, các loại mụn, giúp da tái tạo một cách hiệu quả, làm lành các vết thương do mụn gây ra. Ngoài ra, kem sâm Thái còn có thành phần ngọc trai và một số thành phần vitamin tự nhiên. Ngoài ra, các thành phần này có tác dụng làm sáng da, nuôi dưỡng da trắng hồng tự nhiên. Nếu da của chị em da sạm, không được trắng hồng, nên sử dụng kem sâm Thái cô tiên sẽ thấy sự cải thiện rõ rệt qua từng ngày. Với những thành phần đã kể trên, như bột ngọc trai, collagen, vitamin và các thành phần thảo dược, kem sâm cô tiên Thái Lan hoàn toàn lành tính, không gây bất kỳ tác dụng phụ nào. Chúng được làm từ các thành phần có tác dụng làm đẹp từ trước đến nay, nên hoàn toàn không gây hại cho da, không làm bào mỏng da và gây ra một số tổn thương cho da. Kem sâm cô tiên hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem sâm cô tiên hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.